Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý vị, các anh chị, quý cô bác, các bà con cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Hôm nay em có xuất hiện ở một cái đường rất là đẹp. Đây là đường quê nhà em các bác nhé. Hôm nay em có đi về một chiếc i10 đời 2014, bản đủ, xe gia đình, không khoan đục. Mang nước sơn màu cam rất là đẹp. Chủ yếu màu cam này thì anh em chỉ mua gia đình thôi, mà chủ yếu là chủ lữ đi sử dụng thôi các bác ạ. Vì cái màu này là đôi khi là phục vụ cho cái công việc dịch vụ thì chắc là không ai mua cái màu này rồi đúng không? Đấy, quý vị anh chị nào mà cảm thấy chiếc xe gia đình này nó hợp tiền với mình, hợp cái cửa tiền của mình đang mong muốn ấy, thì quý vị anh chị có thể alo trực tiếp cho Khả Năng. Số điện thoại của em 0326062789. Trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Hôm nay thì Khả Năng sẽ lên sóng báo giá cho mọi người một mẫu xe thông dụng, mẫu xe phân khúc hạng A rộng nhất và có vẻ em nghĩ là có lẽ là bán chạy nhất cái dòng phân khúc hạng A. Dòng i10 này thì nó xuất hiện từ Việt Nam từ đời 2007 nhé, đến 2013 là form cũ, còn cuối 2013 đến 2016 một form, 2017 đến 2021 về một form. Đấy thì chiếc này form này nó là từ 2013 đến 2016 các bác nhé. Thì có form nhập khẩu Ấn Độ. Đấy. Nguyên chiếc từ Ấn Độ về, động cơ 1.0. Và đây là phiên bản đủ, có được trang bị đầy đủ start top, túi khí, phanh ABS, na răng đúc nguyên bản theo xe. Chiếc xe này động cơ 1.0 nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 5 lít xăng trên 100 km các bác nhé. Rất là phù hợp cho quý vị anh chị nào mà phù làm xe gia đình, chạy gia đình này, tránh mưa tránh nắng rồi đi gia đình, cả gia đình về quê. Rồi công việc anh em nào có khoảng tầm 15-20 km trên một ngày đấy, anh em đi ô tô nó cảm giác nó khác biệt hoàn toàn các bác. Mẫu xe i10 thì nó là dòng xe nhập nên là gầm bẹ nó cũng tương đối là ok. Tương đối thôi, phân khúc hạng A mà, nó cũng như Kia Morning thôi. Nhưng mà con này thì nó được cái là nó rộng hơn và nhìn form nó trông cũng vẻ nó lữ tính hơn, trẻ trung hơn một chút. Thì thôi thì anh em nào cảm thấy hợp thì anh em cứ alo trực tiếp Khả Năng, số điện thoại vẫn thế 0326062789 nhé. Đó, nhìn xe rất là gọn gàng các bạn. Sơn này là sơn zin theo xe từ đầu nhé, chưa hề thay đổi màu sơn cũng như là chưa có đâm đụng va chạm gì, nên là cái nước sơn của nó vẫn còn sơn zin. Tất nhiên là cái phần cản trước cản sau thì xước sát va quẹt thì người ta sơn lại là chuyện bình thường. Nhưng mà cái bản đủ này thì anh em có thể nhìn thấy là nó rất là đẹp và form dáng của nó cũng rất là bắt mắt. Anh em có thể thấy cái na răng đúc là nguyên bản theo xe nhé, cùng với bộ xi nhan gương, đôi gương thì có đèn xi nhan báo rẽ. Và nó được anh em nó sơn màu đen, nhìn trông khá là trẻ trung và khá là nổi bật. Đấy, khá rồi, cái gì cũng chỉ là khá thôi vì nó là xe cũ rồi, nó không phải là xe mới nên làm sao mà đẹp hết cỡ được. Nhưng mà cái giá tiền thì em thấy là rất là hợp lý. Với một chiếc xe không taxi dịch vụ đời 2014, cũng có thể nó chạy Grab, mình không biết được, nhưng cái màu này em nghĩ là không. Đời 2014 mà đi khoảng tầm 10 vạn mà đi con này thì anh em có thể mua với mức giá là 238 triệu. Còn bớt, em sẽ để cho bà con 230 đi. Các vị anh chị nào cảm thấy nó hợp lý thì alo cho em nhé. Chìa khóa khiển nó là kiểu loại khóa khiển thông minh, khóa khiển thông minh này. Trong đó là nó có thêm cái phím bấm vô lăng, phím bấm ở trên cái khiển cửa kìa. Remote thông minh đấy. Cùng với bên ngoài thì anh em nhìn thấy sơn xi sạch sẽ rồi, không biết nội thất như nào, chúng ta cùng khám phá nội thất luôn. Tránh mất thời gian của quý vị anh chị, nói nhiều để bảo là lắm mồm đúng không? Không nói để bảo là không biết cái gì mà nói. Đây. Giờ cũng khó nhỉ, đây keo chỉ zin thì cái này cam kết được các bạn, vì em nhìn phát biết ngay. Thì thợ mà không biết thì chẳng ai biết đúng không? Đôi khi đây anh em nhìn này, vân sần của nó nguyên hết này. Đấy, sau đó các bác để ý cái vô lăng cho em nhé. Vô lăng của nó các bác nhìn này, như mới luôn. Đấy, như mới này, đề lộ start top này, không khoan đục này, trần da, ghế da cái này, thay vì chủ xe cả bọc cả củ số da luôn. Đấy. Có cái túi của thằng bạn em trông nó cổ rách quá rồi. Không thay đi còn có ba, trong ví còn có 40.000 tiền lẻ anh em ạ. Quá khổ luôn. Mà xăng thì gần hết rồi không đổ vào. Anh em nhớ đi xe nhớ đổ xăng nhé. Xăng báo vàng này nó không tốt đâu. Báo vàng một lúc thôi, chứ báo vàng lâu quá mà nhiều lần báo vàng thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bơm xăng. Bơm xăng nó kiểu nó không được ngâm trong thùng ấy. Nó chỉ được hút cạn thì nó hút cặn vào. Sau đó nó tắc bơm xăng đấy. Đôi khi là gây nguy hiểm cho người sử dụng hoặc là chết bơm xăng giữa đường. Đôi khi chết bơm xăng giữa đường là chuyện bình thường các bác nhé. Nhớ anh em chưa gặp trường hợp chết bơm xăng đâu. Anh em cứ đi xe nhiều rồi sẽ có ngày nó chết bơm xăng giữa đường luôn. Và anh em này phải gọi thợ cứu hộ. Đấy. Nó chuyện bình thường mà. Ô tô có phải là xe máy đâu mà xe máy bốc lên phát là chạy về được. Đây này. Chỉ nguyên nhá. Cái chỉ này là chỉ zin theo xe các bác nhé, chỉ nứt thôi nhá. Nó là chỉ nứt thôi chứ không phải là chỉ đâm đụng đâu. Đây này, nó nứt dọc này. Đấy. Còn chỉ là zin 100% luôn. Anh em nào bảo không zin em tặng xe luôn. Đấy. Chỉ zin theo xe. Đấy. Cái phần đinh bấm các thứ là còn nguyên hết nhá. Màu này là màu zin theo xe, không đổi màu, không đâm đụng va chạm gì. Đấy, con biết ngay con xe gia đình thì mới còn cái này.
Cứ còn hầm hầu như tất cả ông dạy dịch vụ không ông nào giữ cái này. Vì đi nhiều nó cứ kêu cộc 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 cộc, nhưng mà người ta phải bỏ hàng đây. Mà mấy ông dịch vụ bỏ hàng đây thì không chỗ để đồ, gãy mất thế này anh em để ở nhà luôn, thế cuối cùng mất. Đấy. Ôi chưa có lốp nhá anh em nhá. Cái lốp này thì khả năng ô tô sẽ cho anh em lắp lốp vào. Đấy, sơn nằm trong đây. Sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Nói chung là chẳng phải làm gì cả. Không đâm đụng là quan trọng nhất, còn lại máy gầm ngon, chất chắc, đi là ok rồi. Còn đời sâu rồi, đời 2014 rồi, năm nay 9 năm sử dụng rồi. Còn cũng rất mong là bán rẻ quý vị anh chị, nhưng mà ở mình nó đắt, chứ còn nước ngoài con này nó bỏ lâu rồi. Đây em nói thật đấy. Đây. Keo chỉ zin hết nhá các bác nhá. Zin hết cái này cũng zin này. Anh em để ý cái vân sần này không? Nó rất là mới và đẹp này, dán cái ốp titan này nhìn nó rất là sang xe luôn. Nhìn rất là sang xe, ốp inox lên xuống này. Ốp bậc lên xuống inox hết này. Đồ chơi nhiều. À cái này là dán đề can nhé, không phải sơn mà dán đề can titan nhé. Đây, đồ chơi rất là nhiều luôn. Như vậy là keo chỉ zin 100% luôn các bác này, nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Nếu anh em đi dịch vụ cái này nó mòn hết, chơi hết rồi này, trắng bóng này, nên con này không dịch vụ. Nhìn rất là cứng, không khoan đục này, chỗ không có vết khoan nào luôn. Ghế bọc da cũng là đẹp. Đấy, sạch sẽ. Em sẽ lổ máy trước này lên cho các vị anh chị xem phần máy móc của nó như thế nào. Nó có hợp lý không, anh em lấy được thì anh em alo cho em. Lanh quanh là 230, quay đầu là bán các bác ạ. Đấy. Như báo thế cho anh em biết khách hàng của khả năng ô tô thì bao giờ cũng có ưu ái hơn. Đây. Đây là ổ start top các bác nhìn thấy không? Đấy. Cái này là cái 9 vạn hơn này em nghĩ là cũng chẳng chắc chắc là chuẩn chuẩn đấy nhỉ. Nhìn nó mới lắm, vô lăng nó mới đét này. Chẳng hỏng có gì cả, có thể là hơn đi. Cứ cho là hơn đi. Ồ cái này là chế thêm nhá các bác nhá. Cái này là hình như là em nghĩ là sút bát trầm đấy. Sút bát trầm. Nghe nhạc thì cái màn hình nó rất là tiếc, là màn hình thường thôi, không phải màn hình Android. Nhưng mà em nghĩ là cũng đủ nghe nhạc là được rồi, cũng chẳng cần thiết phải Android ăn tiếc gì làm gì nhiều cho tốn tiền. Còn các bác là muốn lắp Android thì anh em thêm một tí tiền vào, khoảng tầm đôi ba triệu là lắp được Android. Đấy, cứ thế cho nó nhanh. Còn giờ chúng ta cùng khám phá con phong máy. Cái quan trọng nhất của một chiếc xe là quả tim của chiếc xe đây, thì xem là nó có ngon hay không. Đấy, còn giá tiền thì em còn bớt cho các bác được ruri được. Chứ còn máy mà bảo nó kém rồi thì bảo làm cho nó ngon thì mất nhiều tiền lắm. Ui rồi, để mũi này, anh em nhìn này. Đấy, máy thì thật mà các bác là máy vẫn còn zin ở dưới, còn bên trên thì ra rồi. Mặt máy thì đã là vệ sinh rồi nhá. Đấy, về mặt da máy thì nhìn trông vệ sinh sạch sẽ, chỗ này hơi già tí, chân máy thì nguyên bản theo xe, chưa sơn lại. Nên nhìn trông nó hơi cũ tí, cái này em vệ sinh và tỉa tót lại tí máy là nhìn sáng sủa ngay, nhưng mà cái máy mà bỏ làm lại được thì mất mười mấy 20 triệu ngay. Đấy, nên các bác nhớ là máy này máy zin. Này, vẫn đang zin, nổ rất là êm, máy 1.0 3 máy thôi. Nó không phải là 4 máy đâu. i10 4 máy là phải bản đời 2016 trở lên với lại bản số tự động hoặc là đời bản sedan nhé thì mới có máy 1.2. Còn cái bản số sàn này phải có 2015 mới có máy 1.2, nhưng nó bản đủ thôi. Đấy quý vị anh chị cảm thấy chiếc này nó hợp lý thì có thể alo trực tiếp khả năng nhé. Cái bia quy là 14 tháng 12 năm 2023. 14 tháng 2 năm 2023 vừa thay Valentine này. Đấy. Các bác nào mà cảm thấy nó hợp lý thì anh em alo cho em. Kia là cụm phanh ABS bản đủ mới có nhé. Và máy nổ rất êm, hoạt động đều và đi chất lắm, vừa chạy chắc lịch luôn. À, chiếc này thì khả năng ô tô đang niêm yết giá bán là 238 triệu đồng. Tất nhiên vẫn còn bớt, còn lọc lá, còn bao rút hồ sơ cho quý vị anh chị. Có bác bà con nào mà cảm thấy nó hợp lý, alo trực tiếp cho em. Số điện thoại của khả năng ô tô 0326062789. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong video clip tiếp theo của em đăng.